Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Nỗi buồn của quả đen. Tại một làng quê xinh đẹp và yên bình nọ, có một chú quả đen được người dân trong làng vô cùng yêu mến. Nhưng đến một ngày, quả kia mau cút đi, nếu không đừng trách chúng ta độc ác. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cả làng này đuổi mình như đuổi hủi. Trước kia thì họ rõ là yêu thương quý mến mình, thì không thể tin được con người nữa. Hy vọng tiếng hát của mình sẽ khiến mọi người nghĩ lại, đừng xua đuổi mình mà tội nghiệp. Bao nhiêu năm gắn bó với ngôi làng này, mình không thể ra đi mà không có lý do chính đáng được. Đừng hót nữa con quả xấu xa kia, đi đi. Ôi ôi, làm gì mà dữ thế chứ. Được rồi, tôi sẽ đi cho các người vừa lòng. Mệt quá, buồn quá, sao mình lại ra nông nỗi này kia chứ. Anh đi đâu mà mồ hôi mướt mát, vất vả quá thế anh quả. Tôi phải rời khỏi nơi đây để đi tới miền Nam thôi. Nơi đây tươi đẹp thế, không khí trong lành thế, sao anh lại phải rời đi chứ. Nào tôi có muốn rời đi đâu, có ai nỡ rời khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên kia chứ. Nhưng mà thôi, có gì ấm ức, anh cứ bình tĩnh kể tôi nghe nào. Nhưng mà không biết tại sao người dân ở đây lại ghét tôi đến thế. Họ không những mắng tôi mà còn dùng cả đá để ném, xua đuổi tôi. Người dân ở đây đều rất lương thiện, sao họ lại có thể làm hại anh được? Có phải anh đã làm gì để họ giận mà ghét rồi phải không? Sao tôi có thể làm chuyện gì hại họ được chứ? Hằng ngày tôi đều cố gắng hót cho họ nghe, hy vọng có thể giúp họ cảm thấy hạnh phúc kia mà. Ấy, anh bồ câu làm sao thế? Tôi thấy anh đừng có phí công phí sức làm gì nữa. Nếu anh không thay đổi tiếng hót của mình thì anh có bay tới đâu cũng không được mọi người chào đón đâu. Xin lỗi anh, nhưng cho tôi nói thiệt, tiếng hót của anh chỉ khiến người ta thấy cuộc sống u ám thôi. Kỳ thực, khi bạn cảm thấy người khác đối xử với mình không công bằng, đừng nên oán giận người khác, cũng đừng oán giận số mệnh, mà hãy tự xem xét, nhìn lại bản thân để tìm ra nguyên do. Dù có oán giận đến đâu cũng đều không thể thay đổi được thực tế. Trong cuộc sống, những người thường hay oán giận sẽ không khiến mọi người thương cảm, ngược lại còn bị xa lánh. Hơn nữa, khó khăn cũng sẽ đến với họ như hình với bóng.